mát thật. Tắm không? Yeah. Yeah, mày muốn chết à? Đi ra kia. Quỳ xuống. Ra tay lên. Hello mọi người, quay trở lại với video tiếp theo của mình. Hello mọi người. Chào mọi người đi. Rồi. Hello mọi người đi. Hello mọi người. Rồi. À, anh em ơi, hôm nay mình với Vmom không, nói chung là mình không ra video trôn nữa nha anh em nha. Bây giờ mình sẽ kết hợp với Vmom mà làm một thử thách anh em ạ. Đấy, với cái thời tiết bây giờ là xem 36 độ. 36 độ à? Đây, cho mọi người xem. Thời tiết bây giờ là 36 độ anh em ơi. Mình với Vmom nghĩ ra một cái ý tưởng như này. Thử thách mặc ba cái áo ấm, đấy. Đi ra ngoài nắng, phơi nắng xem ai thua thì người đấy đi. Ai thua thì người đấy đi đi tưới nhà. Nhà đang nóng này mà. Tưới nhà cái gì mà tưới? Ôi thì tưới nhà. Tưới ở trong nhà nó mát thôi. Đấy. Ok, anh em xem video của mình thấy hay, like đăng ký kênh ủng hộ mình lên 1000 sub nha anh em nha. Bây giờ thì biến hình. Ok mọi người ơi, mình với Vmom ra. Đấy. Mặc ba cái áo ấm nha mọi người. Đây một cái này mọi người. Đấy. 3 4 cái này. Đây, ở trong này một cái, ở đây một cái. Cả bí móm với nhau mọi người nha. Đây ra cho mọi người xem đi. Thôi cả cho hết rồi. Rồi hết à? Bây giờ thì đi phơi nắng. Bây giờ mình với bí móm thế thi nhau. Ai trụ được lâu hơn người đấy thắng nha mọi người nha. Ấy mọi người thấy vợ chồng mình khác nhiệt không? Đấy, ok nha. Đấy, nó kiểu là mùa hè không lạnh đấy. À, mùa hè không nóng đấy. Để ok, để mình khóa áo vào đó nha. Cái này thì mọi ai đi có ai đi qua tưởng vợ chồng mình điên. Ok, lúc nãy mình chuyển máy quay đi bên kia không nắng như bên này anh em ạ. À. Đấy, bây giờ bên này nắng hơn. Đấy. Tập thể dục nha. Rồi tao bây giờ đếm là gì chưa? 1 2 à. 1, 2, 3. Ai có ý tưởng gì hay thử thách hay là chôn thì mọi người comment ở dưới nha. Để mình vợ chồng mình thực hiện nha. Xem mi máu này mọi người. Đội cái mũ của con luôn đấy. Nóng thế nhỉ. Tập thể dục đấy. Mọi người thử mặc thời tiết 3. Ui nóng quá, bỏ cái này thôi. Mọi người thử mặc ba cái áo ấm. Mọi người thử mặc ba cái áo ấm với cái thời tiết 36 độ xem có phê không nhá mọi người nhá. Đây. Bây giờ mình đang cảm thấy mình phê lắm rồi. 1. Khóa cái này. 2. Đi. Ôi, lạnh quá. Ôi, lạnh quá nhỉ. Ôi. Quay vòng cho mình dưới xem đi. Lạnh quá. Ui xời. Lạnh quá nhỉ. Ôm mặt, cái nhỉ. Mặt như này đi à. Mặt như này đi làm cho phê lắm nhỉ. Ai mà muốn vợ chồng mình mặc ba cái áo ấm mà đi ra làm nương làm ruộng thì mọi người comment ở dưới nhá. Để vợ chồng mình thực hiện nhá. Ok. Bây giờ là mình sắp không trụ nổi rồi mình người ơi. To như này. Cái bát này tí phớ. Ngán kén. Đi mong ơi, tình hình là tao sắp không trụ được rồi. Mình sắp không trụ được rồi mọi người ạ. Chảy hết mồ hôi rồi. Trong người mình bây giờ là mồ hôi nó chảy lầm lĩa ra đấy rồi mọi người ạ. Chắc mình phải chịu thua. Mày chịu thua không? Đâu không. Rồi bí mõ đi kiểu mùa lông không lạnh. Ở mùa hè không nóng ấy mọi người ạ. Mình ở trong nhà. Ở trong nhà mình quá là nóng luôn mọi người ạ. Nên mùa này ở trong nhà mình toàn cởi áo thôi. Đấy, nhưng mà bí mõ vẫn còn đắp chăn được nhau rồi nha.
Đu chen. Đu chen á? Y này. Y này. Đu chen như kiểu là đu chen mùa đông á. Y này. Yeah. Con thấy bố mẹ có ai không? Hả? Có khác nhiệt đâu. Đấy. Hai ông bà bị điên. Kiểu là vợ chồng mình hơi khác mùa tí anh em ạ. Đấy. Mình chịu thua thôi nhá anh em nhá. Rồi bây giờ mình nóng quá anh em ạ, mình chịu thua rồi. Tí mình đi tưới nhà mọi người ạ. Nóng như này ở trong nhà này mình tưới ngủ tối ngủ cho mát anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi tưới nhà nhá, mình chịu thua rồi. Ok mọi người ơi, lúc nãy mình thua vì móm, bây giờ mình phải tưới nhà mọi người ạ. Tắm nước không em ơi? Tắm nước không? Đi mắm ơi, cắm nước cho tao ơi. Cắm cái dây lúc nãy á? Ừ, cắm cái dây lúc nãy. Nó không lên nhỉ? À đây. Thế rồi. Tưới cho nó mát tí nhỉ, tưới cho cây. Tắm không? Tắm không? Thời tiết nóng quá phải tưới cho nó mát đấy các bạn. Mình thấy gái xinh này, mình sẽ tưới gái xinh đấy. Đấy. Mày thấy tao tưới nhà có chuyên nghiệp không? Chuyên. Đấy. Công nhận nó nóng thật đấy. Mát thật. Tắm không? Yeah. Mày có thể đi ra kia. Quỳ xuống. Ra tay lên. Mày làm gì đấy? Mang đi vào trong nhà hết rồi. Để tao chơi mày. Vào trong lồ mấy thật thử nhá. Thử thảo thử. Má đây. Đến. Tắm luôn đi. Ôi mát thế. Ôi. Được rồi. Xin lên thoại đấy. Ok, mình ớt hết rồi mọi người ạ. Mát không? Mày có cảm thấy mát không? Đấy là tưới nhà kiểu 2024 của sao. Ok mọi người xem video của mình thấy hay, mọi người ấn like đăng ký ủng hộ nhau. Bye bye.